Hello, xin chào mọi người. Hôm nay shop đồng hồ si nhật thủy trinh nail của em sẽ lên video là ngày ngày 5 tây tháng 10, và cách thức mua hàng của bên em là chuyển khoản cọc chốt đơn từ 100, 200, 300, 500 đến 1 triệu tùy theo đơn đặt hàng của mình giá trị như thế nào. Bên em sẽ báo số tiền cọc về máy, em sẽ bảo hành máy cho mình là 1 tháng. Hàng si em không bảo hành nước, em chỉ hỗ trợ làm ron chống nước theo yêu cầu, không yêu cầu là em sẽ để nguyên bản. Và tất cả những mẫu mã này nó đã sẵn có chỉ số chống nước của hãng rồi, thì mình chỉ cần kiểm tra lại đường ron là được nha mọi người nha. Khi kiểm tra, bên em sẽ không tính phí và sẽ bàn giao cho mình bằng một cái video test nước. Sau cái video test nước, bên em sẽ không có trách nhiệm bảo hành sau đó nha mọi người. Nên mình nhớ lưu ý giùm em, hoặc mình có thể tự đi ra ngoài làm. Đó là với hàng si. Hàng new hộp thì chắc chắn là nó sẽ chống nước, nhưng quy tắc vẫn không bảo hành nước nha mọi người ơi. Rồi, về máy em sẽ bảo hành cho mình là 1 tháng. Khi nhận hàng mình nhớ quay video khi mở hàng giúp em. Bên em chỉ giải quyết những vấn đề bể hàng, sai hàng, thiếu hàng, lỗi hàng và những cái hàng không giống như mô tả, với lý do là video mở hàng. Nếu như không có video là bên em không có giải quyết nha mọi người nha. Cho nên là mọi người nhớ quay video giúp em, và em sẽ dán tem nhắc nhở ở trên cái phần hộp cho mình, để mình quay giùm em 1-2 phút gì đó. Khi mình mở ra thì những vấn đề sau đó em sẽ giải quyết cho mình. Và số tài khoản em có để trên bảng là 3 số, mình có thể chuyển qua số nào cũng được. Khi chuyển khoản mình ghi nội dung giúp em là mã gì, cọc mã gì, hoặc mua mã gì, thanh toán mã gì giúp em. Số điện thoại em để trên bảng, sử dụng đúng một số, mình có thể nhắn tin hoặc gọi điện. Thời gian check đơn của bên em là từ 9 giờ sáng cho đến 10 giờ tối. Sau 10 giờ em còn thức thì em nhắn tin, em nhận tin nhắn và em trả lời tin nhắn cho mình, chứ em không nhận cuộc gọi nữa. Và từ 9 giờ sáng đến 10 giờ mình có thể gọi hoặc nhắn tin cho em nha. Sau hoặc là sang ngày hôm sau em sẽ trả lời cho mình. Rồi, khách chuyển khoản hết, em sẽ free ship đơn tối thiểu từ 400. Dưới 400 mình trả ship giúp em, ví dụ 100, 200, 150, 250, 300, 350 gì đó, thì cộng vô giùm em 20.000 tiền ship khi chuyển khoản hết với đơn đồng hồ, và 30.000 tiền ship với đơn giày và những cái đơn món nào mà nó nặng thì em sẽ báo cái số tiền mình chuyển khoản. Rồi, từ 400.000 trở lên cho đến vài triệu, cứ chuyển khoản hết bên em free ship và cọc thì mọi người trả ship giúp em. Hàng giá trị càng cao thì tiền ship và phí bảo hiểm nó càng cao, nên mọi người lưu ý nếu chuyển khoản hết thì mình sẽ được free hết toàn bộ ha. Rồi, bây giờ em lên mã đầu tiên. Mã hôm nay em lấy là mã C. C1 đầu tiên em lên chiếc này đi. C1 đầu tiên em lên cho mình chiếc Sealand. Chiếc Sealand nhà hàng xịn sò nha mọi người ơi, đây. Đó, đằng sau như thế này, dòng Sealand. Sonorap Sanesit, máy nhựt nội địa phiên bản tàu 032 nè. Đó. Size chiếc này là size 41.1. 41. Đó, tán đinh xung quanh nha mọi người, gờ cộm tay nha, rất rất là men luôn. Cọc kim dạo quang cho em luôn chiếc này dạo quang rất là sáng nha mọi người. Cọc kim dạo quang rất là sáng, bản 6 kim. Đó, nó có 1/1% set, 1/100 dây Sonorap nè, chống nước 100m nè. Núm là núm zin cho em của nhà Sealand. Núm vặn cổ chai. Ây da, cái tay không vặn nổi. Đau quá. Để này để tay đàn ông vặn, tay em vặn không nổi. Đây, nó là núm vặn cổ chai nha, rất là kín nước luôn nha mọi người. Đây, như thế này mình vặn ra xong mình mới chỉnh giờ cho em. Hiện tại đã chỉnh hết rồi ha. Đó, ở đằng sau nắp vặn ren chống nước Sanesit. Hình à, biểu tượng cái con thuyền tàu gì 032 rất là đẹp luôn. Dây dập hiệu, dây zin nguyên táp.
bản limited edition, bản limited edition cho em dây may viền luôn đó, bản limited luôn nha mọi người, xịn sò con bò chưa, quá đã. Bản này là giới hạn 100 chiếc nha. 032 này là chiếc thứ 032 á mọi người. Bản này bản giới hạn 100 chiếc nha. Em sờ thông tin lên là như vậy nha mọi người nha. Đẹp chưa? Siêu đỉnh luôn. Nguyên tab như thế này cho em nha. Size 41,3. Đó. Rồi lên cho em chiếc này. Bản limited của nhà Shinland. 1,2 triệu. Mã chiếc này là C1. Lên cho em mã C2. C2 em lên một chiếc của nhà Fossil. Fossil dáng tanh. Fossil dáng tanh mà lắc kê bọc vàng siêu đẹp. Tanh nữ nha. Size ngang 23, dọc 26,7, luôn càng 33,3 cho em luôn lên tay nè. Quá đã, rất là sang. Đó. Tanh la mã cho em mặt hai lòng. Vừa la mã vừa gạch luôn, nhìn rất là sâu, nhìn cái mặt rất là đẹp. Đó. Đằng sau như thế này cho em chống nước 5 ATM nha. Số series đầy đủ, dây dập zin nè. Dây zin. Khóa zin, khóa phô xìu luôn. Cái màu dây lên tay rất là trắng và rất là tay luôn. Không, cái màu dây không lên rất là sáng, độ mới ok la, nút vàng ok la. Rồi lên cho em chiếc phô xìu của nữ dáng tanh siêu đẹp, 700 chính hãng luôn ha. Mã chiếc này là mã C ha. Rồi lên cho em mã C3. C3 em lên một chiếc của nhà Citizen xịn sò. Citizen cho em mặt xanh thủy, full box như này ha. Đó. Citizen máy automatic Miyota Japan 21 Jewel cho em. Số series đầy đủ ha. Ở đằng sau lộ máy như thế này, 21 Jewel Miyota Japan. Máy nè, đá ruby đầy đủ, lộ mông. Size chiếc này là size 40. Size 40 cho em nha. Dây thép nè. Dây thép đúc xịn sò nè. Vàng xịn sò luôn. Khóa zin dập hiệu nguyên siêu chưa bóc. Máy lộ trong, lộ ngoài, lộ mặt nè, lộ sau nè. Núm chưa bóc keo. Núm ở vị trí 4 giờ. Cơ automatic có hỗ trợ cót tay, tự động tích cót luôn nha mọi người ơi. Mặt xanh thủy cho em siêu đẹp. Cọc số nổi cho em như thế này luôn, quá đỉnh. Sang, cực kỳ sang. Bữa trước em lên phiên bản màu trắng, bữa nay về phiên bản full vàng. Mặt xanh thủy, ai hợp mệnh màu này lấy ngay cho em, siêu đẹp. Ngoài đẹp hơn video em quay rất nhiều. Quá đỉnh. Xuất con bà sắt nè. Rồi lên cho em full box như thế này nha mọi người ơi. 2.500.000, đáng lẽ bản vàng nó phải mắc hơn bản trắng mà em bán bằng giá. 2.500.000 cho em, mã chiếc này là mã C3. Lên cho em mã C4. C4 em lên một chiếc của nhà full vàng. Đẹp chưa? Kính dắt cạnh kim cương cho em hiệu Fanco Amashi. Hiệu Fanco Amashi cho em nè, hiệu này nè. Dòng Gian Armani á. Đó. Kính dắt cạnh kim cương má la nha, rất là đẹp. Size chiếc này là size 32,9. Khóa zin dập hiệu. Dây bọc vàng như thế này, lắc kê vàng, mạ vàng như thế này, sáng chói nha. Không một tì vết luôn. Sang cực kỳ luôn nha. Gu nữ sang cho em. Đeo như đeo vàng thật á. Kính dắt cạnh nè. Cọc số là 4 góc la mã cho em. Kính dắt cạnh kim cương. Bộ kính xứng đáng đồng tiền luôn.
Riêng bộ kính là xứng đáng. Armani, dòng của Franco Armani, máy Nhật nội địa xịn, full là mạ vàng, siêu sáng, bóng như thế này cho em luôn. Quá đẹp. Rồi lên cho em chiếc này mọi người ơi. Kính giắt cạnh kim cương xịn sò này cho em đi. 650, 650k, giá cực kỳ mềm. Mã chiếc này là C4. Lên cho em C5. C5 nha mọi người ơi. C5 em lên một chiếc của nhà Tecnot. Siêu phẩm Tecnot cho em. Siêu phẩm Tecnot xịn sò Chronograph. Size chiếc này là size 48,7. Nếu mà đo như vậy nó là 47 nè. Còn nếu mà đo xuống như vậy là 48,7. Test nó cho em Chronograph nha mọi người ơi. Mặt của nó sao cái vô cái line này nó bị chá nè. Cái màu của nó ở ngoài là màu xanh đen, xanh đen á mọi người. Xanh navy đen á nha. Size ở rồi đọc size rồi quên. Thép đúc cho em nha, dây nè. Dây lót trong là cao su chống thấm mồ hôi, ở ngoài là phủ da giống dây hu lót á. Khóa zin dập hiệu cho em của nhà Test Nốt. Núm zin nè, xịn sò con bò. Ở đằng sau nắp vặn ren chống nước cho em Senestit. Đó. Chống nước 100m cho em nha chiếc này. Chiếc này mấy anh tay mà mập mập ú ú tròn tròn đeo rất là đẹp luôn. Kim xanh navy, cái viền này là màu đỏ candy nè. Đó. Đẹp chưa? Cọc số nè. Ở trong là có những cái vân sọc nè. Kính nó có dắt ở trên một một lớp nè. Nhìn đẹp quá ha. Đó, dây nè, dây là dây phủ da lót lót cao su chống thấm mồ hôi mềm. Rất là mềm và độ mới cao nha mọi người. Con này dán cực kỳ men luôn. Rồi chiếc này cho em luôn nha. Test nó xịn sò này. Người ta bán 1,5 triệu, 1,4 triệu. Em bán chiếc này 1 triệu. Quá đẹp. Mã chiếc này là C. C5. Lên cho em C6. C6 em lên một chiếc của nhà Cartier. Cartier nha. Bữa trước em lên màu trắng, bữa này mẫu màu vàng hồng. Hộp ngoài hộp trong. Hộp ngoài cho em. Hộp ngoài như thế này. Đây, catalog sổ nè. Đầy đủ. Cái này đi tặng là hết ý. Đó, hộp mà hộp trong nè. Hộp đẹp không? Rất là đẹp luôn cho em. Size chiếc này là size 32. Dọc là 31. Luôn càng là 39. Dán tanh vuông xoàng. Hai viên nè. À, hai hàng xoàng nè. Hai bên nè. Xoàng này là của xưởng EZ. Giống cái xưởng Omera hôm bữa. Làm bao sáng. Xoàng Mỹ. Bao sáng. Và có những cái chấu này nè. Những cái chấu này là nó giữ những cái viên đá này. Nó viên xoàng này rất là cứng nha. Không có rớt nổi đâu nha mọi người. Rồi ở trong là mặt khảm trai cho em. Cọc số la mã kim xanh navy, ở giữa có cái trái tim màu vàng hồng đính phun xoàng. Rồi xung quanh khảm trai, siêu đẹp luôn. Đó, rất ư là đẹp nha. Ở đằng sau cho em như thế này. Núm đính đá xoàng. Máy Thụy Sĩ cho em nha. Vỏ vàng hồng máy Thụy Sĩ. Khóa nè. Cái dạng gạch chia này là khóa nó giấu dây bên trong. Dây zin như thế này. Mở ra nha, khóa vàng hồng. Đó. Khóa dập hiệu cho em luôn. Khóa vàng hồng xịn sò con bò. Khóa rất ư là xịn nha. Đó. Xong mình nhét vô như thế này.
này nó không có sở lỗ, mình nhét vô như này, tay đến đâu mình gấp đến đó, mình giấu dây bên trong. Em không có gấp, để về mình tự gấp. Tay đến đâu mình gấp đến đó là xong, rất dây rất là mềm, dễ gấp. Lên tay bao sang luôn. Nè. Đó, rất là sang. Lên tay cho em. Sang đỉnh, cái này gu mấy chị sang. Xoàng nè, xoàng sáng chưa? Quá đẹp. Rồi mẹ máy Thụy Sĩ luôn nha. Bình thường cạch chia về máy Nhật không à. Chiếc này máy Thụy luôn mà em bán bằng giá nhau á, 1,8 triệu. Vỏ vàng hồng, xoàng YZ, 1,8 triệu cho em. Mã chiếc này là mã C6, 1,8 triệu. Kèm thêm một cái túi giấy cạch chia màu đỏ để mình đi tặng nha. Lên cho em mã C7. C7 em lên một chiếc của nhà cơ. Cơ cho em nha. Cơ Rosa Armani mới mười mấy triệu nè. Khóa dạng giật hai bên như này mới mười mấy triệu. Rosa Armani hàng hiệu. Dáng giống GH đồ á. Thương hiệu Hoàng gia. Size 41,1,2. 41,2. Lộ tim ở giữa cho em vị trí 6 giờ. Bên này thứ, bên này tháng và lịch lịch thượng cửa sổ cho em nè. Lịch thượng ô cửa sổ cho em là ngày ha. Cái lịch thượng này bất cứ dòng gì, Dominic hay là GH, mang bất cứ dòng gì thì cái Kogu luôn. Thì cái lịch thượng này nó cũng sẽ đều nhảy đến số ngày 39. Thì ví dụ như hết tháng mình sẽ bấm trên nút trên này cho nó qua 39 qua một tay ha. Hiện tại em chỉnh là 6 tay do là em nãy em chỉnh 5 tay mà em chỉnh giờ 12 1 giờ mấy cái nó qua ngày á, thành ra 6 tay. Khi nào đi đơn em sẽ chỉnh lại cho mình. Rồi bên này là thứ, bên này là tháng, khi nào đi đơn em chỉnh luôn. Cơ automatic có hỗ trợ có tay và có tự động tích code luôn. Ở đằng sau cho em như thế này. Lỗ máy phía sau, kính là kính ánh 7 màu chống tia UV, viền thủy vàng, ánh xanh. Rất là đẹp luôn. Đó, và dập dưới hiệu là Royal Money. Cái bánh đà ở trong này cũng đã dập full hiệu Royal Money luôn. Ở đằng sau này là còn tem chưa có xé nè. Đó, còn cái tem ni lông chưa có xé, nó mới tinh luôn á mọi người. Chuẩn là thép đúc nha. Nó không rỉ cho em, chuẩn thép đúc không rỉ, đẹp cực kỳ không. Đó, cái đằng sau nhìn máy đằng sau là mê ly luôn. Mười mấy triệu, 17, 18 triệu mua mới con này. Tại vì em đã từng bán một con này, hàng có hộp rồi, có tag rồi, mắc cực kỳ. Rồi lên cho em chiếc này nha mọi người ơi. Cái này bên sàn khác họ bán 2x nè, 2 triệu rưỡi, 2 triệu tư không à. Đó, em bán cho mình chiếc này 1,7 triệu, giá rất dễ chơi, dây dài 1,7 triệu cho em. Mã chiếc này là mã C7. Lên cho em mã C8. C8 em lên một chiếc của nhà Oban này đi, lụa vàng Oban Thụy Sĩ. Má la luôn. Con này là trong hàng siêu phẩm mới có nha mọi người. Em phải nhập một kiện siêu phẩm riêng. Mắc tiền khủng khiếp. Đá Oban có lửa, lửa cực kỳ mới nè. Ở trong bên này là lửa bao sáng cho mình luôn, nhiều lửa chưa. Hiệu Via Bureau là máy Thụy Sĩ nha. Lụa bọc vàng 18K, khóa gài thông minh. Ở đằng sau cho em như thế này, hàng VIP. Đó, núm đính đá đen cho em. Độ mới không còn gì để chê. Size 31,2. Size 31,2 nha. Đẹp không tì vết luôn. Oban này là ai đi mình làm ăn hay bất cứ gì đều ai gieo phong thủy rất là tốt. Cái này hỗ trợ nè, may mắn làm ăn lọc lọc lá luôn á, đá Oban này. Mà nó còn có lửa, lửa cực sáng nè. Lửa là những cái sáng sáng lên mà thấy không.
đó, và ô vuông nè, con đá Oban này quá đỉnh luôn, lên tay cho em nha, đẹp cực kỳ luôn, viền băm nè. Cái đá Oban này mua rất là mắc nha mọi người, chưa kể cái dây lụa vàng nữa, cái đá không là đã thấy mắc rồi đó, máy Thụy Sĩ nữa, con này mới phải 20 mấy triệu một chiếc, quá đỉnh luôn. Con đá Oban lụa này quá đẹp. Rồi lên cho em lụa vừa đá, bình thường lụa mà Thụy Sĩ là em đã bán 850 rồi, con này là đá Oban Thụy Sĩ vàng 18K nha mọi người nha, em bán 1 triệu, bao dễ chơi dễ mua, 1 triệu cho em là bao rẻ luôn rồi đó. Này người ta bán 1 triệu mấy, 1,5 triệu luôn à. Mã chiếc này là mã C8, lên cho em C9. C9 em lên một chiếc của nhà Mani, ấy lộn, của nhà Tôm Mì full vàng nha. Bữa nay em lên rất là nhiều con full vàng cho mình, ai thích sang, sổ thẻ đầy đủ full box. Nguyên siêu như thế này. Viền là viền xanh navy nè, mặt xanh thủy navy, ai hợp mệnh lấy giùm em nè, quá sang luôn. Bảng 6 kim, cái này thứ nè, cái này 12 24 giờ và cái này lịch ngày. Hai lịch này mình điều chỉnh bằng hai nút này được nha, rất dễ luôn, ấn là được. Núm zin dập hiệu, núm chưa bóc keo. Nguyên siêu nè. Đó. Dây là dây thép đúc vàng BVD, bền màu không rỉ, khóa zin dập hiệu, dây chưa bóc siêu, khóa cũng chưa bóc siêu, hàng new bóc hiệu, hàng chính hãng Tâm Mì hiệu. Ở đằng sau như thế này, chống nước là một chống nước 5 ATM, còn tem hết toàn bộ nha, coi như mọi người giống như đi store mua vậy đó. Mà giá thì bao rẻ. Size chiếc này là size 44,5, đem đo như vậy là 44 nha. Đó, 44 44,5 cho em, siêu sang. Cái này mấy anh nam đeo là đẹp lắm luôn á, mấy anh nam đeo là cực sang luôn, thực sự quá đẹp, có một chiếc duy nhất, quá đẹp quá sang. Rồi full hộp cho em này mới 89 triệu nè, con vàng này nó phải mắc hơn con trắng mà em bán bằng tiền nhau nè, 1,8 triệu cho em nè, 1,8 triệu cho em, xứng đáng mua một con đáng một con. Mã chiếc này là mã C9, lên cho em C10. C10 em lên một chiếc của nhà Friendly, Friendly full box cho em, săn được giá hời. Đây, sổ đầy đủ full box, hộp ngoài hộp trong đầy đủ. Size 17 nhưng cho 32,3, 17 nhưng cho 32,3, lắc hình hình những cái hình dáng này là toàn bộ hàng xịn không, mà những cái đồng hồ khác em thấy làm dáng này đều hàng xịn hết, dáng bao đẹp. À, dán lên tay phải nói là thanh mảnh mà sang cực, mặt xanh ngọc lục bảo nha, xanh ngọc lục bảo cho em, đính một viên kim cương góc 12 giờ và một góc 6 giờ. Ở đằng sau dạng bắt ốc xịn sò cho em như này, chống nước 50 m, số seri đầy đủ, dán dây đúc công nghệ BVD vàng siêu đẹp, cắt mắt được, điều chỉnh phom tay được, khóa zin dập hiệu, siêu chưa bóc, núm đính xoàng nha. Đó, hai bên cách điệu sọc như thế này, đẹp má la luôn. Đó, bản 2 kim, mặt xanh ngọc lục bảo, cái mặt màu đẹp kinh khủng, sang quá mọi người ơi. Rồi lên cho em full box như thế này, kèm thêm một cái túi để mình đi tặng nữa ha. Đó, thấy xinh không? Rất là xinh, tặng là má la. Đó. Rồi như này cho em nha, 1,5 triệu full box.
Bình thường mấy dòng này toàn hơn 2 triệu, 2 triệu mốt được không à. Săn được giá bằng MK luôn, Fendi xịn nè. 1 triệu rưỡi cho em, mã chiếc này là mã C. C10. Lên cho em mã C11. C11 nha, em lên cho mình một chiếc của nhà D-Cell. D-Cell kính ánh xanh chống tiêu V cho em, đẹp chưa? Cái màu kính nè. Ôi má la, cái màu kính quá đỉnh luôn. Hiếm hoi lắm mới có một con như thế này. Kính dắt cạnh ngang ở trên, dắt cạnh ngang ở dưới nha. Chữ D-Cell nằm ở dưới vị trí dưới này giúp em. Đó, bảng hai lịch chống nước 5 ATM nè. Size chiếc này là 44,3. Dọc là 43, luôn càng là 50. Dáng vuông má la, dáng vuông hầm hố của nam, đeo đẹp ghê luôn chiếc này. Bữa nay phiên bữa nay quá xuất sắc. Khóa dập hiệu cho em. Khóa dập hiệu dây đúc ở đằng sau như thế này. Chống nước 5 ATM nha mọi người. Đó, khóa zin nè. À, núm zin nè. Đó, này dành cho mấy anh tay to đeo thích kiểu ánh ánh đồ ra nắng đồ rất là đẹp nha. Quá đỉnh con bà chớp luôn, cái màu siêu đẹp. Rồi lên cho em con này 950. Em bán giờ là không biết chừng nào mới có lại đâu. Cái dây cái kính nó bao xịn. Cái dây này là dây dài luôn, dễ đeo nữa nè, dây dài nữa, khỏi phải mắc môi gì. 950 cho em nha. Cái này em thấy người ta bán 1 triệu. Mã chiếc này là mã C11. Lên cho em C12. C12 em lên một chiếc của nhà Thụy Sĩ. Thêm một chiếc siêu phẩm nữa. Mọi lần về không có về là cơ của nữ đâu, mà bây giờ có một con duy nhất hiếm hoi cơ nữ máy Thụy Sĩ của hãng Amber Sweet nè. Dáng tanh của nữ nè, Thụy Sĩ nè, mặt xanh nha, vi nha. Dáng mặt hai lòng đẹp quá. Vỏ mạ vàng 18k, núm là núm cầu bi. Ở đằng sau còn tem Amber Swiss. Đó, đẹp chưa? Máy automatic nha mọi người, máy bao đẹp luôn. Bộ máy đây mọi người ơi, 25 gmWh Swiss Match. Bộ máy 25 chân kính Swiss Match nha, máy Thụy Sĩ automatic của nữ. Đó, size ngang chiếc này là size 23,8, dọc là 31, luôn càng là 37,4. Cơ Thụy Sĩ nha mọi người ơi. Đó, bình thường cơ Nhật là đã 1 triệu mấy rồi, 1 triệu rưỡi, 1 triệu 6 rồi. Đây, khóa bướm vàng cho em như thế này. Khóa bướm vàng là em thay, và dây da mặt chân xanh navy là em thay, cho nó tông sẹt tông với lại cái bộ mặt. Đẹp chưa? Ui nó đẹp quá mọi người ơi. Cơ lộ tim ở vị trí 1-2 giờ nè. Cơ Thụy Sĩ, dáng tanh của nữ. Ai đang săn một con Thụy Sĩ lấy ngay cho em. 25 chân kính. Máy này mới tầm mười mấy, hai mấy triệu. Em bán chiếc này 2 triệu. Automatic 2 triệu cho em. Thụy Sĩ, thương hiệu Thụy, máy Thụy 25 gmWh. Mã chiếc này là mã C12. Lên cho em mã C13. C13 em lên Armani. Hộp ngoài hộp trong như thế này cho em. Siêu phẩm Armani mẫu mã mới nè. Hàng chính hãng nha. Full box sổ đầy đủ ha. Và có thêm một cái túi Armani để mình đi tặng luôn cho em. Đó. Mẫu mã mới nè, mẫu nó múp 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 nè, vỏ vàng hồng cho em. Size 42,9. Đó, lót nhung nè, hộp zin nè. Nguyên tát nè. Tát nguyên tát luôn. Dây zin, khóa zin.
Đó, mẫu mã mới, cái khóa nó cũng múp nữa, khóa zin cho em, khóa vàng hồng, vỏ vàng hồng nè, thép vỏ vàng hồng công nghệ BVD, núm zin dập hiệu chưa bóc keo. Một góc lịch mà mọi người nhìn cái lịch nha, nó làm dắt 2 3 4, nhìn nó sâu thôi, nhìn như cái hố vậy, rất là đẹp. Đó. Bên này bảng 5 kim, một góc lịch lọc bảng 5 kim cho em luôn. Đó. Hiện tại đang chạy nha mọi người. 1:22 em đang like nè. 1:22 nè, còn khi nào mình ấn thì chrono wrap chạy. Bình thường nó sẽ chạy 2 kim chính. Đó. Ở đằng sau như này cho em luôn lộ, ở đằng sau không phải lộ mà đằng sau còn tem nha. Số seri đầy đủ, chống nước 5 ATM. Size 42,9. Size 42,9, dây màu nâu chocolate cola. Dây nâu chocolate cola, khóa zin dập hiệu. Dây zin dập hiệu, dây cực mềm. Dáng múp nha, cái này nó làm theo dáng giống như là dòng Henry á, vừa cổ điển vừa hiện đại. Đó. Màu vàng hồng cực sang, vàng tây Rolls Royce. Vừa hiện đại là kính nó dạng mô mô lên, nó giống như là đồng hồ cổ á, nhưng mà nó làm càng với lại cái này thì nó là hiện đại nha. Quá sang luôn chiếc này. Rồi lên cho em dòng này đi. Xịn sò con bò bình thường mà Armani hàng cũ xì là đã 950 rồi ha. Hàng xài rồi mà xước rồi đó là đã 950 rồi. Hàng mới á, là của những mẫu mã thường là đã là 1 triệu tư rồi. Cái này là mẫu mã mới siêu đẹp luôn. Đó. Em bán 1 triệu rưỡi 50. 1 triệu rưỡi 50 cho em, giá cực tốt. Mã chiếc này là mã C13. Lên cho em mã C14. C14 em lên một chiếc của nhà C14 nha. Em lên một chiếc của nhà, một chiếc lắc, lắc gọi là phải nói là độc lạ. Mọi người nhìn từng viên, từng mắt viên của nó nè, từng cái bông này là gờ cộm tay nha. Nó giống như là bằng gốm, gốm thủy tinh á. Gờ vô là rất là đẹp luôn, mà rờ cộm tay từng cái bông hoa một chứ không phải bằng nha. Nó là nổi á, bông hoa nổi luôn á, rất là đẹp nha, một việt tác. Đó, siêu đẹp luôn, máy rất là xịn. Đó, mọi người nhìn nè. Cắt mắt bình thường ha, dạng lắc. Lên tay cho em. Độc lạ chưa? Không phải bằng mũ đâu nha mọi người, nó bằng sứ hay là bằng thủy tinh á, bằng gốm á, nó đẹp, quá đẹp luôn. Ở đằng sau rất là mới nha, dây bọng rồi rất là mới và máy cực mới luôn, này đẹp quá, đó, độc lạ nha mọi người. Mấy anh mấy chị nữ đeo nè, mình sưu tầm cũng rất là ok luôn á. Rồi lên cho em chiếc này 700, 700 cho em nha, độc lạ nè. Mã chiếc này là C14. Lên cho em mã C15. C15 em lên một chiếc của nhà chiếc này đây, Salvo Maran hiệu Ý, chiếc này mới mười mấy 20 triệu nè. Núm zin cho em nha, thép vàng hồng. Đó, niền là niền tọa độ không xoay dập hiệu. Đó, dây là dây đúc như thế này, khóa zin dập hiệu Ý cho em luôn. Ở đằng sau nắp vặn ren chống nước Senesis Italy, chống nước 100 m. Size chiếc này là cả viền là 43,4, đo ở bên trong cái lồng mà đen á, là 42,2, còn mà đo như thế này 42 nha, không có đo cái rìa này nó không đúng lắm, mình đo từ đây sát cạnh là 42,2. Đó. Mặt bên trong hai lồng, cọc số la mã cho em mix với cọc số gạch. Cái này là cái vân vân chấm chấm ô ly với mọi người. Bảng 6 kim, bên này 12 24 giờ, bên này thứ và bên này số ngày nha mọi người. Ba núm chỉnh hết được luôn cho em. Ở đằng sau như thế này, nắp vặn ren chống nước, con này rất là sang.
vàng hồng mét với đen, đen nhìn nó huyền bí và sang cực luôn. Dây là không tì vết luôn, dây rất đẹp nha mọi người ơi. Đó, mấy anh nam đeo mấy này là lồng lộn rất là đẹp. Vàng hồng xung quanh ron rớt, quá đỉnh nè, em thấy người ta bán 1,6 triệu, 1,7 triệu luôn á, mấy cái sàn bên kia. Má la luôn chiếc này. Rồi lên cho em chiếc Salavan Maran hiệu Ý này. Hàng này, hàng rất là mắc, 1 triệu chiếc này cho em nha. Giá rất là dễ chơi. Mã chiếc này là mã C15. Lên cho em mã C16. C16 em lên một chiếc Universe Thụy Sĩ, máy rất là xịn luôn, máy siêu mỏng. Một chiếc Universe Renewal Thụy Sĩ Sweet. Đó, siêu mỏng nha mọi người, nhìn cái bên hông nó mỏng như thế này nè, mỏng lét luôn, là mọi người biết đẳng cấp ở cái bộ máy á. Size ngang là 22, cái độ mỏng nó chỉ có 2,7 mm thôi. Nó phải nói là nó siêu mỏng, mà dây mỏng mà làm dây đúc nha mọi người. Dây đúc mà làm mỏng nha. Khóa zin cho em. Ở đằng sau nè, Universal Renover nè. Má ơi luôn, cái máy rất đẹp, máy Thụy Sĩ đẳng cấp luôn á. Đi chia cái máy lại không bao giờ có luôn. Lên tay cho em nè, dạng đờ mi nhuyễn nha. Đó, Thụy Sĩ đờ mi nhuyễn đơn giản mà nó mỏng dính, mà nó đẳng cấp thiệt. Rồi lên cho em chiếc này. Chiếc này cho em nha mọi người, khuyến khích mọi người nên lấy. Máy Thụy Sĩ xịn luôn, em bán bằng tiền máy thôi. 600, 600 Thụy Sĩ. Mã chiếc này là mã C16. Lên cho em mã C17. C17 em lên một chiếc của nhà này đi. Đây, Nhật nội địa 6 kim, một góc lịch lọc, kính ánh xanh, niềng xoay tọa độ, size 42,3. Đó, núm chưa bóc keo, dây chưa bóc keo. Cái hàng này hàng bữa trước em bán bản dây da, bữa nay về bản dây thép đúc nè. Đó, khóa bướm chậm lại hai bên, xịn sò. Nắp vặn dạng lục lăng, hàng xịn nó mới lục lăng nha mọi người. Chống nước nè. Núm này chưa bóc keo, núm xịn. Bên hông làm dạng răng cưa nha. Đó, kính ánh xanh đẹp chưa? Chống tiêu vơi bản 6 kim, một góc lịch lọc. Có đủ đầy đủ lịch thứ ngày luôn. À, có đủ đầy đủ lịch rồi 24 giờ với lại chronograph luôn. Ấn nút là chronograph chạy nha mọi người ơi. Đó, rất là đẹp nha. Giá thì cực kỳ tốt, mà hàng thì nguyên siêu bóc này nè. Hàng này nguyên siêu, chưa chưa cắt mắt, chưa xài, mà lại là không rỉ nữa, mà giá thì chỉ bằng một con cổ cũ thôi. Nên lấy cho em, 750, 750 cho em, siêu đẹp nha. Mã chiếc này là mã C17. Lên cho em mã C18. C18 nha mọi người ơi, em lên một chiếc của nhà. Lắc. Một chiếc lắc cho em, vàng hồng hàng Nhật nội địa, mà nó thanh mảnh, mà nó làm dạng giống như xích, giống như lắc xích vậy nè. Đó, màu của nó là nó được gọi là hai màu nha. Nó vừa vàng hồng và nó là vừa vàng 18K. Cái viền này là vàng 18K, hai bên là vàng hồng, dây cũng vậy luôn. Nó sẽ làm mình sẽ nhìn nó kiểu ánh ánh giữa hai màu á, giữa hai tông màu vàng hồng và vàng kia, mình sẽ nhìn nó hai ra hai màu luôn, rất là sang luôn cho em nha mấy chị. Đeo lên là tôn da trắng cực kỳ. Đó, đang chạy luôn, mấy mấy Miyota xịn cực tốt. Một chiếc lắc nữ đẹp quá nè. Rồi nắp lắc này cho em đi nha mọi người ơi. Em để cho mọi người là 450K, màu không đẹp không lấy tiền luôn, màu rất đẹp. 450 cho em, mã chiếc này là mã C18. C19 em lên cho mình
Một chiếc của nhà này Châu Khinh Tri niềng xoay tọa độ cho em. Châu Khinh Tri một róc lịch 3 giờ. Khóa gài thông minh. Đó, nắp vặn ren chống nước cho em nha. On driver dòng lặn 200m. Dã man chưa? Châu and Country đồng hồ bát quái mà dòng lặn 200m, có dạ quang siêu sáng. Size 40 nha, 39.7 là 40 cho em cả viền. Niền tọa độ dạng dập xịn, nhìn rất là men luôn. On driver dòng lặn một góc lịch 3 giờ, mặt bên trong rộng sóng hai lòng. Dạ quang rất là sáng, dạ quang sáng lắm nha mọi người. Tại đây mở đèn sáng, con này dạ quang sáng. Thép đúc cho em nè, nhìn dây múc múc nha. Đó. Núm vặn ren chống nước. Tất cả đều đẹp hết luôn, độ mới cực cao, vỏ thép cầm nặng tay rất là chất. Nhìn nắp là biết chất rồi. Đó, đẹp chưa? Dòng lặn cho em con Châu Khinh Tri này. Dạ quang siêu rực rỡ. Rồi em bán 730k. 730 dòng lặn 200m, độ mới cực cao. 730 cho em. Mã chiếc này là mã C19. Lên cho em mã C20. C20 em lên một chiếc của nhà. Chiếc này. Chiếc này của nhà Senko. Senko Avenus. Màu rất là tây luôn nha. Màu nó là dạng màu nâu rút á. Đó, nó là dạng màu kiểu ánh nâu nâu, dạng rút mà màu phải nói là rất là tây luôn á, màu cực tây. Nâu sô cô la, cao cacao rồi đó. Size 24 cho em nha. Cọc số học trò. Ở đằng sau như thế này của nhà Senko. Khóa zin nè. Mấy zin cái màu này rất là đẹp, giống như một thỏi sô cô la. Lên tay như thế này luôn cho em. Màu đẹp đó. Nhìn cái bộ màu là quá ưng luôn. Màu quá đẹp. Màu nâu đẹp chưa. Rồi lên cho em chiếc này Senko Avenus. Màu quá đỉnh luôn. 520k. Máy zin nguyên bản. Màu đẹp. Mã chiếc này là mã C20. Lên cho em mã C21. C21 em lên một chiếc của nhà. Nhà này đi. Đồng hồ pin và điện tử nha. Vừa pin vừa điện tử. Vừa kim vừa điện tử cho em luôn. Size 48.5. Hầm hố nha. Dòng này dành cho mấy anh tay bự. Dây silicon xanh navy. Chống nước thể thao. Ở đằng sau như thế này. Của hãng US gì đây nè Japanese. Máy Nhật Japanese cho em nè. Đó. Đèn rất là đẹp luôn. Đèn nền bự chà bá nè. Đèn nền rất là đẹp nha. Vừa kim vừa điện tử. Nhật nội địa thời ấy, phải thời trang mà là xịn nha. Nhật nội địa xịn. Có thứ nè, có ngày luôn, có giờ đầy đủ và có kim luôn, đèn đốm đầy đủ. Xịn sò xanh navy. Rồi lên cho em chiếc này 550k. Giá cực hợp lý, mã chiếc này là C21. Lên cho em mã C22. C22 em lên một chiếc của nhà. Justin Bow. Lên cho em Justin Bow màu hồng cam sữa nè. Full box cho em luôn. Full box hộp Justin Bow Sydney. Có sổ thẻ đầy đủ nha. Size chiếc này là size 43. Size 43, mặt loan vân đá, Justin Bow Sydney, khóa zin dập hiệu. Ở đằng sau chống nước 5 ATM, design bởi Australia, khóa zin dập hiệu dây zin. Đó, khóa zin, khóa vàng hồng,
Cái này mọi người không thích cái màu hồng này nè, mọi người có thể mua thêm một bộ dây da bò màu đen, mọi người lắp vô nữa là có thể nam đeo bình thường luôn. Size 43, mặt loan vân đá. Mấy cái dòng này người ta bán 1 triệu một con full box không à, mà em bán rẻ rời đó. Đây khóa zin, dây zin nha, dây màu này rất là sang luôn, vàng hồng nè. Không thích có thể đổi màu dây, mình thêm 100 ngàn mua bộ dây da bò nữa là má la. Full hộp da xịn như thế này, 650. Mã chiếc này là mã C22, C23 em lên cho mình. Một con của nhà Armani. Armani full Armani khóa jean cho em, dây da cá sấu em thay màu choco. Mặt là mặt choco trà, là mặt màu trà, nâu choco trà. Một góc lịch lọc cho em, biểu tượng nằm ở vị trí 12 giờ. Đó, núm là núm jean cho em như thế này. Núm jean biểu tượng như thế này, ở đằng sau hiệu chống nước 50 m. Size ngang 25 năm. Dọc 33,3. Luôn càng là 40,9. Trên này có cách điệu ở trên, ở dưới. Bên hông có dập hiệu. Đó, dây nâu choco, hàng hiệu Armani, dáng vuông. Bình thường nó ngang qua luôn, nó không có cái cục ở trên này đâu. Cái con này dáng này nó có cái gờ ở trên này nè. Đó, lên tay cho em. Nam tay nhỏ, nữ thích to. Nam tay mình đeo từ 35, 36 đổ về mình đeo được. Đó, hoặc nữ cho em. Rồi lên cho em Armani. Dây Armani, ở lộn, Armani dây da cá sấu em thay khóa zin. Chiếc này em để cho mọi người 800, hàng hiệu da cá sấu luôn, bộ dây không hết 150. 800 cho em, mã C23. C24. C24 em lên cho mình một chiếc của nhà Justin Bao nè. Bản này thì của nam rồi, bản này thì màu màu đen, mặt loan vân đá đen của nam, còn cái bản hồi nãy mình thay dây đen là nó thành nam ngay. Đó, full hộp da cho em nha, nguyên tát. Có thẻ đầy đủ, cái này còn siêu chưa bóc. Đó, siêu nè, chưa bóc cho em mặt loan vân đá nè. Size chiếc này là size 43. Size 43 cho em, khóa jean design bởi Australia của Úc nè. Justin Bow nha. Đằng sau còn tem dây jean dập hiệu, dây màu nâu sô-cô-la. Khóa jean cho em luôn. Đẹp chưa? Dây jean, khóa jean. Đó, nem lộn xuống. Đẹp chưa? Của nam đeo cho em full box như thế này. Full box cho em luôn, 650k. Chưa có xài, hộp da xịn. Mã chiếc này là C24. C25 em lên cho mình một chiếc của nhà C25, lên chiếc này. Đây. Đó. Đây em lên chiếc này, vỏ vàng độ mới cực cao, hàng Nhật nội địa, hãng của Sydney, Rasta and the Rust nè. Dòng beige chiclet luôn nè. Đính tổng cộng là trên dưới hai bên 4 viên kim cương có chấu luôn, không rớt luôn nha. Nước vàng còn rất mới ở đằng sau như thế này. Đó, núm zin nè. Núm đính đá đen đã thay dây ý. Đó, dây ý nè. Đẹp chưa? Khóa vàng em thay. Size chiếc này là size 26 của nữ đeo, nước vàng rất là mới luôn nha mọi người. Đó, đáng đồng tiền luôn, nước vàng cực mới, quá đẹp luôn. Có đính kim cương, có lịch đàng hoàng, độ mới cao, nước vàng mới lắm mọi người. Đó, chiếc này cho em 500, 500 nha, hãng Úc nè. 500k dây ý luôn. Mã chiếc này là C24. Ấy lộn, mã chiếc này là mã C25.
Lên cho em mã C26. C26 em lên một chiếc của nhà Puma. Đồng hồ Puma thể thao nè. Đẹp chưa? Chống nước 5 ATM nha. Cái này nó bị dính cái gì á, la không ra nè. Nè, la không ra, này đằng sau nó bị dính gì không đáng kể ha. Mình đeo mình che lại rồi. Size 43 cho em. Núm jean. Núm jean size 43 vỏ xanh, đồng hồ Puma nè. Thể thao, dáng thể thao. Khóa jean cho em. Đó, dây ở đằng sau như thế này. Dây jean, khóa jean cho em của Nam nè. Puma cho em nha mọi người ơi. Mặt bên trong là biểu tượng của nhà Puma. Kim xanh navy, nói chung con này xanh toàn tập á. Cái này ai hợp màu xanh thì mua mặc đi tập thể dục rồi gym riết đồ rất là đẹp luôn. Đó. Rất là ok, hình là hình biểu tượng con báo đen nè. Đó. Dòng này không kén tay đâu nha mọi người, và dòng này là dòng dạng du chơi thể thao rồi rất là ok, là size 43. Rồi chiếc này cho em đi 500, dòng Puma 500 thể thao. Mã chiếc này là C26. Lên cho em mã C27. C27 em lên chiếc chiếc này. Cái này em bắt giùm khách. Người ta mua 1 triệu mấy của những cái shop khác, công nhận người ta bán cao khủng khiếp luôn trời. Đây là hiệu này nha, Jacquard West Power, hiệu Pháp Paris, kính sapphire, mặt khảm trai. Mặt khảm trai, dáng này dáng quý tộc, dây đồ mi hạt gạo to nè. Độ mới cao, khảm trai sờ cừ, nổi cái kính sapphire không đủ tiền rồi nè. Size chiếc này là size 33,3. Này, gu sang nha. Đó, khóa jean. Ê, khóa jean nguyên tát, dây nguyên tát là không hợp thôi. Đó, hiệu Pháp, máy Nhật nội địa. Núm đính đá đen, đồ mi không có một tì vết, rất là đẹp luôn, khảm trai. Dây thì cực dài, cắt mắt được. Đó, cái này khách mua 1,2 triệu, bát có 500 nè mọi người. Bát có 500 thôi mà kính sapphire em nghĩ nên lấy nha, quá đẹp. 500 cho em mã C27. Lên cho em mã C28. C28 em lên chiếc này nãy giờ bị quên nè. Cơ cho em đi full hợp. Ô may nội địa, hàng nội địa Trung. Full box của nhà Ô may. Dây đúc nha mọi người. Dây zin đúc, dây đồ mi cho em luôn, máy ở đằng sau nè. Đó, máy cũng là máy tốt nha mọi người, máy này máy tốt đó. Cơ automatic, trăng sao là trăng sao thật luôn cho em. Ở vị trí 12 giờ, cọc số La Mã từ đây đến đây nè. Bên này là lịch ngày, bên này lịch thứ đều sử dụng được hết nha. Và vị trí 12 giờ là trăng sao cho em, dây đồ mi, viền đồ mi, dây đúc, khóa bướm. Size chiếc này là size 41,6. Độ mới cao, chiếc này chưa có xài đâu mọi người ơi. Chưa có xài nha. Đẹp quá. Trăng sao, đồng hồ trăng sao cơ. Năm kim, lộ tim, lộ sâu. Quá đỉnh. Rẻ nữa chứ. Cơ luôn nha. Full box như này cơ luôn. 600. Bán bằng tiền pin luôn. Mã chiếc này là C28. Tên cho em mã C29. C29 em lên chiếc này. Thụy Sĩ cho em, đồng hồ Thụy Sĩ đơn giản nhưng mà nó rất là xịn, nhìn đằng sau là mọi người sẽ biết nó xịn nha. Dây là dây một miếng luôn nè. Dây zin một miếng cho em dập hiệu. Đó, đằng sau máy, đằng sau nắp, đằng sau nè. Sweet Mod Thụy Sĩ cho em luôn. Hiệu Everything Unis, chống nước 5 ATM, nhìn đằng sau là biết xịn rồi, dạng bắt ốc nha mọi người. Kim loại thép hết toàn bộ. Size chiếc này là size 40, size 40, dây dạng một miếng, màu rất là sang.
màu rất là sang luôn, đeo rất là sáng tay, khóa zin cho em nè, đó đẹp chưa? Một góc lịch lọc, bên trong cọc số gạch và cọc số học trò đều có đầy đủ hết luôn cho em. Thụy sĩ, xịn sò con bò. Rồi chiếc thụy sĩ này, da một miếng này em bán 750 thụy sĩ nha, bán bằng tiền Nhật luôn á, 750 cho em. Mã chiếc này là C29, lên cho em mã C30. C30 em lên một chiếc của nhà này, Senko Lucen de Mi. Cái màu vàng này là vàng 14K chứ không phải bị phai nha. Vàng này là vàng ánh nhạt, vàng chanh, 14K cho em, size 31,4. Ở đằng sau như thế này, chính hãng của nhà Senko, máy xịn. Đó, khóa là khóa zin của nhà Lucen Senko là độ mới rất là cao, bóng lừ lừ. Độ mới cao lắm nha mọi người. Kính ở trong có thủy vàng nè, cọc số vàng gạch luôn. Độ mới rất là cao. Bữa giờ em lên toàn đồ mới thôi, không có cũ nha, không có xước gì đâu. Rất là đẹp luôn. Senko cho em dòng Lucen độ mới rất là cao, 550. 550, mã chiếc này là mã C30. Lên cho em mã C31. C31 em lên một chiếc của nhà Võ Quýt. Võ Quýt vàng này còn siêu chưa bóc. Nên là cái siêu này chưa có bóc nha mọi người ơi. Quýt này là bản đồ của Nhật, màu xanh xanh dạng xanh lá, xanh rêu, xanh ngọc lục bảo. Rồi kim là kim kim ngỗng nè. Đó, kim ngỗng cho em, bên này là những cái số này là số của tiếng Nhật. Nguyên siêu, ở đằng sau là hình núi Phú Sĩ nè. Hình núi Phú Sĩ dạng dập cho em luôn. Dây xích vàng ok la chưa? Đó, Nhật, máy Nhật xịn luôn. Còn siêu quýt vàng, rất là sang. Hình núi Phú Sĩ. Đó, đẹp chưa? Rồi 250 cho em cái quả quýt này. Mã chiếc này là mã C31. Rồi lên cho em mã C32. C32 em lên G-Shock. G-Shock Casio cho em. Đây. Cái này thì nó có đeo rồi nên nó có xước đĩa và hơi bị dơ dơ, bị ố ố thôi nè. Cái này em bán cho mọi người mà mua về mình chỉ việc đeo đi làm, đồ quăng quật đồ cũng ok ha. Size 41,2. Nếu mà đo như thế này là 46 lận. Còn cái này mình đo như vậy là 42,5. Cỡ 42 á. Đó. Số của nó là màu xanh navy, cái số xanh navy nha. Ở đằng sau như thế này. Chống nước 200m. Con này vỏ sản xuất tại Malaysia, hàng chính hãng của Casio. Đằng sau nè, G2000 cho em nha, G2000. Đèn đốm nè, đèn đầy đủ luôn, đèn rất là sáng luôn, con gờ sóc này. Viền mặt thì ok, chỉ có dây hơi xước xước nè. Đó. Rồi chiếc này em bán 500 đi. Đáng lẽ nó 750 á, 500 cho em. Mã chiếc này là mã C32. Lên cho em mã C33. C33 Senko nữa nè mọi người ơi. Senko Lucen màu xám này. Màu này rất là tây nha. Màu rất là sang luôn. Size chiếc này là size 36. Size 36 dây đờ mi. Ở đằng sau như thế này. Của nhà Senko núm vàng nè. Đó. Mặt xám, cọc vàng, kim vàng. Mặt góc lịch 3 giờ cho em luôn. Size này nó to hơn nè. Thường là mấy chú thì rất là thích mấy cái dòng viên tẹt này. Đó. Cái này là nam nữ gì đeo chung hết nha. Độ mới cao 600 của nhà Senko có lịch. Mã chiếc này là C34. Lên cho em mã C35. C35 em lên cho mình một chiếc của nhà này. Đây. 6 kim cho em luôn, một góc lịch 3 giờ 6 kim. Ấn nút chronograph chạy nha. Lịch của nó là nhìn thấy được 5 ngày luôn nè.
Còn mình nhìn ở cạnh giữa cái chỗ chấm đỏ này là lịch ngày hiện tại ha. Size dưới này là 43,5 cả viền. Dây khóa bấm nè. Dây hai bên bóng ở giữa nhám nha. Ở đằng sau như thế này còn tem. Đằng sau như thế này còn tem luôn cho em. Hàng nội địa Trung 6 kim thật. Nội địa Trung 6 kim thật cho em. Dây chưa có xài, độ mới cao. Độ mới cực cao. 6 kim Sonorap chạy đầy đủ, xài máy Sino. Đó. Rồi lên cho em chiếc này. Mấy cái này là đeo rất là bền luôn á mọi người. Nội địa nó rất là bền, nó cao cấp hơn á nha. Rồi em bán chiếc này cho mình 400. Mã chiếc này là C35. Lên cho em mã C36. C36 em lên cho mình một chiếc của nhà này, Louis Vuitton này, hàng thời trang của Nhật. Louis Vuitton của Nhật nè, máy Nhật nè. Vẫn rất là đẹp luôn á nha. Đằng sau nè, tem đồ đầy đủ luôn, đằng sau nè, đẹp chưa? Nắp nó cũng đẹp nữa. Vỏ vàng hồng. Size 34,2 lên tay cho em. Nó này đeo chơi rất là đẹp luôn. Kính có tràng viền và có số ở dưới kính luôn. Bản 3 kim nha. 6 kim giả. Một góc lịch xéo, lịch là lịch thiệt nha. Khóa nè, khóa vàng hồng. Đó, dây em thay rồi, về chỉ việc đeo thôi. Xịn nha, thời trang mà nó xịn, máy Nhật. Đó, đẹp chưa? 200. 200 cho em C36. Nội cái tiền dây không đủ 200 mà nè. C36 cho em. C37 em lên cho mình một chiếc của nhà này. Hiệu Mỹ nha. Cái này là em bị vía nè. Cái này là em bán lâu rồi mà em bị vía nè. Giờ nằm yên luôn. Con này là con KT Spec New York. Biểu tượng với vị trí 12 giờ là biểu tượng của cái con bích, con cơ ở trong đồng hồ á, ở trong bài á. Cọc số học trò vàng cho em, kim vàng, dây đờ mi. Size 38. Cái này bữa trước em bán 550, bữa nay em ví em xả 400. Xả 400 xả lỗ nè. Đó, khóa zin dập hiệu ở đằng sau cho em, hiệu Cathay Bass New York. Cái hiệu này có làm đồng hồ thông minh kết nối với lại điện thoại luôn á. Rồi lên tay cho em nè. Đó. Ống ma ống ánh mới tinh. 400 cho em dây dài luôn nha. Mã C37. Lên cho em mã C38. C38 em lên chiếc này là Baby G nha. Baby G vừa kim vừa điện tử cho em. Đó, dễ thương không? Ở trong này là số 7 màu cam, hồng nè, xanh lá, xanh dương, tím, đồ rất là đẹp luôn. Ở ngoài vỏ trắng nha, trắng sữa. Size 37,3. Khóa zin dập hiệu cho em luôn. Ở đằng sau như thế này. MSR3202C nè. Lên tay, số nó là số trắng nha mọi người. Số nó là số trắng cho em, dễ thương quá nè. Cái này hả? Người lớn cũng đeo được luôn á. Nó đeo tập đi tập gym đồ ok. Nó vừa mic thép với lại mic thể thao. Dễ thương ha. 450 ngàn cho em. Mã chiếc này là C38. C39 em lên cho mình chiếc này. Chromely. Đây. Độ mới cực cao luôn nha, hàng nội địa thời trang. Size 42. Size 42 nội địa thời trang, nội cộng dây với cái khóa với cục pin thôi đủ tiền rồi. 150 chục ngàn cho em nha, 150k. Mã chiếc này là C39. C40. Em lên cho mình chiếc này. Cái này full hộp, quả quýt full hộp cho em nha. Vỏ quýt full hộp nè, bật nắp. Monster. Monster ác quỷ. University. Đó, monster hoạt hình vậy. Cái này còn cái bọc ni lông chưa xé nè. Đó, xé ra là má la nè.
mặt xanh Monster. Ở đằng sau như thế này, 151313 của hãng Disney, vỏ wood Monster cho em đỉnh chưa, hai bên ba bên còn đính xoàng nữa nè đó. 200 cho em full box mã C40, C41 tới cộng dây. Dây này hàng dây chính hãng của Phô Siêu, dây chính hãng của Phô Siêu luôn nha. Đó, khóa zin nè, dây chính hãng của Phô Siêu luôn á. Đây đầu bát nè, có cốt luôn, đầu 18 không 17 ở này, nói chung 18 17 này lắp chung, 17 18 lắp chung cho em cái dây này đồng đẹp quá ha. Còn cái này mình không lấy thì để em để dành đó, mốt có cái đồng hồ này em gắn vô nó xịn lắm luôn, dây đút xịn luôn của Sô Siêu. Cái dây này em bán 300, dây đút xịn nha, 300 cho em. C41 lên cho em C42. 42 em qua cái ví này, C42 cho em cái ví cá sấu, ví da cá sấu xịn gai luôn, ví gai xịn nha. Đó, cái này là của Michael Kors hiệu. Cái ví này làm dạng handmade á, người ta làm handmade, người ta dập hiệu Michael Kors nè. Đó, hiệu Michael Kors nè. Nó làm handmade á mọi người. Ví handmade á. Đây, ví cầm tay, đựng giấy tờ, đựng thẻ ngân hàng gì nhiều ngăn ghê nè. Đó, rất là nhiều ngăn luôn mọi người, thấy không? Để em coi đựng vừa cái điện thoại không? Vừa cái điện thoại, mà điện thoại em bự quá. Đó, vừa cái điện thoại luôn nè, vừa iPhone luôn nè, vừa cái điện thoại luôn nha. Đẹp chưa? Quá trời ngăn luôn, một không đếm hết luôn nè. Rất là đẹp luôn. Em đo cho, nó bằng cuốn tập hay gì. Cá sấu xịn, da xịn, mềm. Ví cầm tay hai ngang 21, dọc 13, màu đỏ đô. Rồi lên cho em cái ví này luôn, xịn sò con bò, gai đồ rất là xịn luôn nè. Mọi người nhìn nè, gai nè, từng cái vân nè. Đó, này đeo rồi mà còn chưa có bị chóc bị gì luôn. Đó, 300, 300 cho em mã C42, C43, C43 tới cái này. Cái này là khách nhờ bát nè, cái này là máy châm cứu, xoa bóp, máy đấm, cạo gió gì, massage gì đó, nhắc hơi gì đó nè. Đây, sạc đầy đủ nha. Rồi cái miếng này là để dán vô người hay gì nè, để massage giật 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 đó. Sạc đầy đủ luôn cho em, full box như thế này. Đây nè, cắm điện rồi nè, đang cắm điện nha. On off nè, đang cắm điện nè. Này nó có tiếng Việt. Rồi nó vừa xài điện, vừa xài pin được luôn. Pin thì nó để ở đây. Vừa xài điện, vừa xài pin. Này chưa có xài nha mọi người. Khuôn hộp 100.000. Mã C43. Rồi C44 tới cái đôi bi tiết nè. C44 cái đôi bi tiết cho em. Size 42 nha, nè size nè. Đôi này cũng bi tiết, dạng giày thể thao mà nó mọi nè, chun nè. Đây, size 42 du khay là size chính là 26,7 cm. Đó. Đế bi tiết luôn, còn mới tinh luôn.
Đó, mới tinh luôn mọi người, mới bóng loáng bồng loang luôn cho em. 170k, size 42-170, mã C44. Rồi lên cho em mã C45. Tới cái đôi này, đôi này dạng gót hài size 39, gót hài size 39 cho em nha. Đế đung còn nguyên luôn, có vân nữa là màu nâu sô cô la, nâu sô cô la dạng gót hài đẹp quá vậy. Đây màu nâu nè, độ mới cao, xịn sò con bò. Cái đôi này là da công nghiệp nhưng mà rất là xịn nha. Nói chung là nó còn mới tinh, chưa có xài. 150.000, 150 cho em mã C, đeo bền lắm, C 45. Lên cho em mã C 46. C 46 tới cái đôi này, đẹp chưa? Đôi này đôi gót hài nè, đôi gót hài cho em đi, quá đỉnh luôn, đẹp chưa? Quá đỉnh luôn cho em nè, da xịn sò gót hài đế còn nguyên, đế đung còn nguyên cho em. Cái đôi này, đôi này 41 42 đi chung, 41 đôi này 41 42 dễ đi lắm nè, thêm lót rồi hoặc là bỏ lót rất là dễ hả, rất là đẹp luôn cho em luôn, full bóc cái động đẹp luôn cho em vậy, cứ nói full bóc hoài. Rồi đây nhớ này cho em nha, cái đôi này xịn sò, da xịn, gót hài này chưa có xài luôn, 350.000. Mã chiếc này là mã C46, C47. Tới cái đôi này, cái đôi này là cái đôi Boyson, hàng hiệu Boyson dày mọi luôn cho em. Đây Boyson này size 41 nha, dày mọi cho em luôn. Đây dạng chun nè, cái này chun nè, may nè, kiểu may nha mọi người. Đó 300.000 cho em cái đôi này, C47, 300 cho em đôi xịn này, gót hài luôn, có này gót hài dày mọi, gót hài 300, C47. Rồi C48 cho em, C48 cái máy được đuổi mũi nè mọi người, giết mũi chứ mày, cái máy đuổi mũi cho em nè, nó đã thử nghiệm rồi nha, mũi nè. Cái này mình cắm lên, cái này đèn bắt mũi chứ lộn, đèn bắt mũi mình cắm lên như thế này cho em luôn. Đó nó sẽ lên đèn, lên đèn nha, mình cắm lên mình sẽ nghe cái tiếng nó bắt mũi trong này. Đó em bán cái đèn này 80, 80 cái đèn bắt mũi xài bình thường mà có luôn cả cốc sạc, dây sạc luôn nè. 80 cho em cái đèn này, C49. Ủa em lộn, C48. C48 cho em cái đèn bắt mũi nha, C49. Cái quần này, quần xịn, quần xịn đây, quần hiệu xịn nha, màu muối tiêu, quần xịn ghê luôn, màu muối tiêu nè, đây hiệu nè, nút nè, sinh 1978, cái này sai máy đây, không thấy ghi sai. Đây xuyên 1978, tem nè, xịn nha, size 38, size 38 nhưng mà nhiều của nước ngoài nó khác, để em đo lại.
ba núm nè, ba nút đồ xịn tán hết luôn cho em. Quần xịn đàng hoàng á, giải xịn cầm mặt mát. Rồi để em đo lưng cho. Quần xịn. Lưng à. 48. 48 năm là thành ra 96. Còn cái này, cái ống, cái ống 17 là 34. Đẹp chưa? Rất là đẹp luôn. Quần xịn nha. Rồi cái quần này 300. C49. Rồi cảm ơn mọi người đã xem video của em. Xin chào và hẹn gặp lại.